Hey, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về tàng thầy lợi nha các bạn. Hiện nay lại trả lời một thắc mắc của bạn Phúc Nguyễn. Bạn hỏi rằng chứng minh các biểu thức sau không âm với mọi xy thì biểu thức cho là x mũ 2 cộng 5y mũ 2 cộng 2x cộng 6y cộng 34. Thì để giải quyết bài này các bạn cần nhớ giúp lợi A bình luôn luôn lớn hơn bằng 0, được chưa? Và số luôn luôn lớn hơn, ví dụ như 31 nè, luôn luôn lớn hơn 0. Tiếp theo các bạn cần nhớ đến một cái công thức, đó là A cộng B tất cả bình thì sẽ bằng là A bình cộng 2AB cộng B bình, được chưa? Đó, ba cái này. Rồi bằng, thì ta thấy x bình nè, 2x nè, các bạn viết gần lại trước, được chưa? Và 5y bình và 6y các bạn viết gần lại trước. Đó. Và 34 các bạn viết lại. Rồi, thì theo nếu dùng công thức này thì ở đây các bạn thấy thiếu cái gì ạ? A bình nè, cộng 2a nhân b chính là số 1 đó các bạn. B là số 1, vậy mình thiếu b, b bình, vậy ta cộng b bình x bình cộng 2x nhân 1 cộng b bình, thì cộng bao nhiêu thì trừ bấy nhiêu, xong cái phần này, được chưa? Tiếp tục ở vị trí này và ta thấy rằng đây là y nhân 6, thì 6 này mình phải tách ra thành là 2 nhân 3, hình dung không ạ? 2 nhân 3, vậy là 2 nhân A nhân B, vậy A của mình là cần y, vậy ở đây mình tách 5y bình thành là 4y bình cộng cho y bình cộng 6y, viết lại 6y này chính là 2 nhân 3 nhân y, 2 nhân A nhân B, vậy cộng B bình là 3 bình, cộng bao nhiêu trừ bấy nhiêu, và viết lại 30 34. Thì phần lớn cái dòng này nè, cái dòng này là các bạn hơi khó hiểu nên các bạn nên nghe lại nhiều lần nha các bạn, để các bạn hiểu cái dòng này, các bạn cái dòng sau các bạn sẽ dễ rồi, được chưa? Rồi tiếp theo từ đây tới đây nè là hằng đẳng thức nè, vậy là a cộng b tất cả bình trừ 1 nè, viết lại nè, tiếp tục cộng 4y bình không làm nè, viết lại nè, và từ đây tới đây là hằng đẳng thức nè, cộng a cộng b tất cả bình, và đây là trừ 9 nè, cộng cho 34. Sau đó các bạn tính nhẩm giúp lỡ coi những cái số này cộng lại ra bao nhiêu. Đó, cộng 4y bình cộng y cộng 3y bình, đây trừ 1 trừ 9 là trừ 10, cộng cho 34 là cộng 20 24. Sau đó các bạn lý luận nè, hôm nay lớn hơn bằng 0, hôm nay lớn bằng 0, hôm nay lớn bằng 0, hôm nay luôn lớn bằng 0, vậy cả cái này lớn hơn bằng 0, được chưa? Còn bạn nào chính xác hơn thì cho lớn hơn 0 cũng được, nhưng ở đây người ta nói là không âm thôi, không âm thôi, được chưa? Thì mình cho lớn hơn bằng 0 cho nó chuẩn với cái đề, được chưa? Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp lợi để lợi khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người, xin cảm ơn, bye bye.